Xin chào các bạn, rất là vui được quay trở lại video ngày hôm nay. Và video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái sự khác nhau giữa các thiết bị giao tiếp cổng nối tiếp là cổng serial RS232, 485, 422 chuyển sang USB, chuyển sang Internet, chuyển sang PCI hoặc chuyển sang cáp quang fiber. Vậy thì cái sự khác nhau đó như thế nào thì mình sẽ xin trình bày cái ưu nhược điểm của từng dòng nha các bạn. Rồi, hiện tại trên tay mình sẽ có những cái thiết bị như sau. Cái thiết bị này nó chuyển đổi tín hiệu nối tiếp serial sang internet. Đây các bạn thấy cái model của mình đang cầm trên tay, nó sẽ có một cổng serial chỗ này đây các bạn, chỗ này ha. Đấy. Và nó sẽ có một cái cổng internet bên này nha. Cái điện áp của nó trung bình là 12 cho tới 48 VDC. Thiết bị thứ hai mình có trên tay đó là cái cạc PCI. Cái PCI mục đích của nó là cái gì? Khi mà các bạn có mua cái PC về á, thì chúng ta sẽ các PC hiện đại nó sẽ không hỗ trợ cái cổng RS232 cho các bạn. Thì các bạn cần mở rộng cổng RS232 485, bạn kết nối với các thiết bị cảm biến, đồng hồ vân vân để đọc cái dữ liệu nó về tới cái PC của mình, thì bạn cần những cái thẻ cạc như thế này. Thì đối với cái thẻ cạc như thế này á, thì bạn thấy được rằng là cái loại này của mình đang cầm là PCIe nha các bạn. PCIe, các bạn thấy như này, cái dòng Y á, PCIe thì cái thanh đồng ở dưới đây nè, các bạn nhìn thanh đồng ở dưới đây nó rất là nhỏ, còn PCIe á, thì nó lớn nha các bạn, nó dài ra hơn, cái bo mạch nó dài ra hơn. Rồi, thì bây giờ đó là cái này sử dụng cho những cái thùng CPU, thùng máy tính, nó sẽ hỗ trợ cái cắm PCIe nha các bạn. Rồi và cái loại thứ ba mình muốn đề cập đó là chuyển RS232 485 422 sang fiber, sang cáp quang. Thì cái này là mình cần hai bộ nha, một bộ nó đi theo phải là một cặp nha các bạn, size A và size B, ở giữa là cáp quang, còn lại là cái tín hiệu hai bên đều y chang như nhau, từ RS232 sang quang và chuyển lại RS232 và 485 y chang như vậy. Và trong thời điểm mình chỉ sử dụng được một mod nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn cái ưu nhược điểm. Và còn một loại thiết bị nữa là RS232 485 hoặc 422 sang USB. Thì cái loại đó thì hiện tại là mình sử dụng khá là nhiều. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình hiện tại mình không có cái thiết bị cùng hãng này, cho nên là mình chỉ nói cho các bạn hình dung được thôi. Thì trong cái video này á, thì mình sẽ sử dụng cái bảng so sánh. Và các bạn có thể thấy là trên màn hình của mình có cái bảng so sánh này. Thì trên bàn nãy giờ mình trình bày thì mình chỉ có là ba thiết bị thôi, nhưng mà cái USB com này mình sẽ nhắc lại là không có, nhưng mà mình tạm mượn cái loại này nha các bạn. Thì nó chuyển RS232 485 422 sang USB. Thì đối với USB á, thì cái ưu điểm của nó là gì? Cái giá thành rẻ, và thứ hai nữa là cái kết nối của driver, bạn kết nối rất là nhanh, bạn không tốn thời gian nhiều. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì? Nó sử dụng, chính vì sử dụng cổng USB mà một máy tính của chúng ta thì chỉ có là một cổng USB hoặc hai cổng USB, hoặc là ba cổng, tối đa là 4-5 cổng. Thì như vậy là trong một thời điểm thì bạn chỉ kết nối được 4-5 thiết bị, cái việc mở rộng các bạn sẽ không hiệu quả. Cho nên là sử dụng những cái bộ này chủ yếu là các bạn đi site, đi công trường, các bạn kết nối thiết bị, test thiết bị, hiệu chuẩn cài đặt gì đó nhờ vào cái cổng USB này cắm vào laptop hoặc là PC. Rồi thì đối với dòng mà USB serial thì nó sẽ chia ra là có dòng chỉ nhận là RS232 sang USB, có dòng là RS232 485 và 422 sang USB luôn. Đó là những cái dòng mà thường thì mình sử dụng cái dòng mà hỗ trợ hết, và trong thời điểm mình chỉ sử dụng một mod thôi, một tính năng thôi nha các bạn. Đấy. Rồi, thì đó là cái USB. Thì bây giờ mình sẽ qua cái dòng gọi là serial sang internet như thế này. Cái mã mình cầm trên tay đây, các bạn có thể thấy như thế này. Đấy. Rồi, đối với cái mã này thì các bạn thấy được rằng là nó sẽ có một cổng serial này. Cái ưu điểm của nó là gì? Chính vì nó sử dụng cổng Ethernet ở trên này, Ethernet đây nè các bạn. Cho nên là cái việc mà mở rộng port á, cái việc mà các bạn Internet thì ví dụ trong cùng lớp mạng thì mình sẽ kết nối được 255 IP đúng không? Thì bạn có thể là kết nối được 255 thiết bị y chang như vậy, tương ứng với 255 thiết bị serial kết nối trực tiếp, có thể là bằng RS232 hoặc 485. Nhắc lại là trong một thời điểm chỉ sử dụng đúng một mod nha các bạn. Rồi, cái ưu điểm thứ hai nữa là
đối với một số model thì nó sẽ hỗ trợ, model này chỉ một cổng serial thôi, nhưng mà cái một số model nó sẽ hỗ trợ khác là hỗ trợ hai cổng serial, ba bốn cổng, 8 cổng và 16 cổng. À, cái số lượng hỗ trợ rất là lớn, thậm chí một số model nó lên tới 16 cổng serial và nó sẽ có một cổng quang chỗ này, à, một cổng Ethernet chỗ này. Đó, cái việc mở rộng ra nó bằng cái mạng giải pháp IP thì nó mình nghĩ là nó rất là hiệu quả, và đặc biệt là nó hiện tại đang là xu thế rất là nhiều nơi làm rồi. À, và một số cái ưu điểm nữa như sau, bạn có thể là sử dụng cái thiết bị này thay cho USB con, ví dụ như bạn khai báo cam ảo. Ngoài ra đối với một số gói tin nó liên quan tới giao tiếp TCP, TCP server hoặc là TCP client á, theo gói tin dạng socket, có nghĩa là những cái tập tin serial mà ở dạng raw á, nó chuyển qua TCP, thì lúc đó bạn có thể là đọc được dữ liệu, bạn sẽ toàn quyền modify được nó. Nhưng mà đối với mình, thiết bị này các anh chị em nhà máy thường sử dụng để khai báo com ảo, kết nối với những cái thiết bị rẽ Ra 32 485 mà đời cũ rồi nha, và đặc biệt là cái máy tính của mình nó không có hỗ trợ cổng serial nữa, thì mình sử dụng những cái thiết bị như thế này. Đó, đó là cái ưu điểm. Nó còn rất là nhiều cái tính năng nữa, ví dụ như cái loại này cùng lúc 3 tới 4 máy tính, 4 máy tính có thể là kết nối đồng thời vào cái cổng serial này. Đó là một cái chức năng khá nổi trội mà mình muốn nhấn mạnh đối với dòng sản phẩm này nha. Thì mình nghĩ rằng là ở các hãng khác thì người ta sẽ hỗ trợ tương tự, sản phẩm thì y chang như nhau thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua tới cái phần mà liên quan tới cổng RS232 sang fiber. Cái ưu điểm của nó là gì? À, xin lỗi, trước khi đó thì mình sẽ qua cái dòng PCI trước đi, mình đi theo thứ tự theo cái bảng này, cái bảng so sánh á. PCI nãy giờ mình đã nhắc rồi, nó sẽ có hai dòng PCIe và PCIe, thì nó sẽ có một cái e thì ngay chỗ cái chân đồng này nó nhỏ vậy, u thì nó dài hơn. Rồi thì chỗ này nó sẽ có một cái dây cáp, nó đưa ra cái cổng DB chính rẽ Ra 32 hoặc 485, đưa ra 4 cổng, 8 cổng, phụ thuộc vào các bạn mua cái model này là cái gì nha các bạn. Rồi, thì cái này nó sẽ hỗ trợ những cái dòng, ví dụ như là cái chuẩn U hoặc chuẩn E, Express là chuẩn mới bây giờ, mạch ngắn như vậy ha. Thì cái này nó dùng để kết nối vào PC để giao tiếp, ví dụ như những cái máy tính tiền, máy board đó, nó sử dụng cổng RS232, hoặc là những cái máy ATM, nó có những cái PC công nghiệp, thì mình sẽ lắp những cái thẻ cạn này vô, nó giao tiếp RS232 à, nha các bạn. Và một số cái trường hợp mà bạn muốn kết nối với cái đồng hồ điện ở phía hiện trường, mà ví dụ như là cái kích thước, cái khoảng cách nó ngắn á, bạn ví dụ 100 m 200 m sử dụng cáp tín hiệu ra 485, thì bạn hoàn toàn sử dụng được cái cạc này nha, kết nối vào PC và khai báo cổng cam ảo, và bạn hoàn toàn sử dụng tích hợp được vào trong cái phần mềm SCADA của mình ngay tại trên cái PC đó luôn, PC công nghiệp đó. Rồi thì bây giờ đến với cái dòng sản phẩm cuối cùng, à, cái nhược điểm cái này là cái gì? Nhược điểm của cái này là bạn chỉ sử dụng được trong PC thôi, ngược lại là bạn không thể nào mà nó không có cổng internet hay là nó không giao tiếp bằng cái loại khác được, chỉ là PCI, khe cắm PCI thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ qua cái module cuối cùng ngày hôm nay, đó là cái module liên quan tới giao tiếp rẽ 32 485 sang fiber. Mục đích cái này là gì? Nó mở rộng đường truyền quang trong một thời điểm sử dụng một mode rẽ 32 hoặc 485 hoặc 422, thì mở rộng ra tối đa đối với single mode là 40 km, còn đối với 30 km, đối với cái bản mà multimode thì 50 km trở lại nha các bạn. Thì cái module này phù hợp cho các anh em mà trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, mình muốn mở rộng tín hiệu quang qua ra rộng hơn, ví dụ như từ serial sang quang nha các bạn, thì nó sẽ tín hiệu nó ổn định hơn, nó tin cậy hơn, nó không bị ảnh hưởng nhiễu bởi motor từ trường hoặc là trường điện từ từ các thiết bị cao tầng, thiết bị phát ra tần số cao đấy, cáp quang mà. Rồi còn ngược lại là cái module này hiện tại đang là xu thế, thay vì bạn kéo cáp và rẽ 485 khoảng một cây số thì bây giờ chất lượng cáp mình chưa chắc đã đảm bảo, nhưng mà chất lượng cáp quang lúc nào nó cũng đảm bảo nó tốt hơn nha. Và khi sử dụng mình phải sử dụng một cặp như thế này nha các bạn. Đó, cái ưu điểm của nó là cái gì? Ưu điểm của nó là mở rộng, còn cái nhược điểm của nó thì thật ra thì nó cũng không có nhược điểm, tại vì cái chức năng chủ yếu mình nghĩ là nó liên quan tới giá thành, ví dụ như giá thành bạn đầu tư cho một cặp này và cái chiều dài cáp quang thì nó sẽ mắc tiền hơn cái việc mà bạn mua cái cáp tín hiệu đó. Nhưng mà tùy, nếu mà bạn mua cáp tín hiệu lại mắc thì nó cũng xem nó cũng tương tự y chang nhau thôi, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Bạn muốn biết chi tiết thì bạn hãy để lại comment, và bạn hãy inbox vào số điện thoại của mình, có thể là xuất hiện trên màn hình, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái giá này.
và hiện tại là mình sẽ sẵn sàng so sánh. Ví dụ như bạn đã có giá của các thiết bị rồi đúng không, thì mình sẽ so sánh cái thử là nó có lời hơn hay là nó lỗ hơn gì ha, thì chia sẻ là chính nha các bạn. Rồi thì đó là cái video mình nói về cái ưu nhược điểm của những cái thiết bị này. Cho nên là tùy thuộc vào cái nhu cầu thực tế của anh em. Có một số trường hợp sử dụng DCI, có một số trường hợp sử dụng là serial sang Ethernet, một số trường hợp mở rộng quang hay là USB, đó là tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng nha các bạn. Không có loại nào là tốt nhất và cũng không có loại nào là tệ nhất đâu. Tùy thuộc vào cái môi trường và tùy thuộc tất cả các chuẩn mà mình giới thiệu ở đây là môi trường công nghiệp, cái tiêu chuẩn nó cao hơn môi trường bình thường nha các bạn. Và đó là cái video chia sẻ ngày hôm nay, và các bạn cần thêm thông tin gì nữa, cần comment gì thì hãy để lại ở bên dưới. Và nếu như bạn thấy video này hay, hữu ích với các bạn thì hãy like và share video. Và nếu như lần đầu tiên các bạn ghé qua channel của mình thì hãy bấm nút subscribe và nút chuông sát bên. Thì mình nghĩ là rằng là những cái video chia sẻ hay giống như vậy lần sau thì bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Nha, xin chào và hẹn gặp lại.